kêu anh chủ xe AB ra. Em ra đây Phước ơi. Anh nước bật cái gì phá lên cho này. Cái xe này nè, đây là cái nguyên nhân gây tình trạng đèn ông nổ nè. Nghe bây giờ nghe, để nghe bây giờ nè. Xăng lên đúng không? Rồi tự nhiên nè, nhìn nè. Nè, đó, anh nhìn đi nè, xăng bắt đầu tuột nè. Thấy chưa? Xăng nó hút rồi nè. Nó hút ngược lại nè. Nó hút ngược về bình nè. Bây giờ chúng ta chổng này nó là nó không có nè. Bởi vì khi cắm vô trong bình xăng như thế này nó sẽ hút ngược xăng của cái trong cái chén xăng đi ra là hết luôn. Nên bây giờ khi sáng bật lên á nó phải nếu như bây giờ nè, mới có như đây nè. Mà giờ tắt khóa nè, bật lên nè. Là anh chờ cái buổi nè. Không, rồi nó mới lên, nghĩa là nó hút đây. Một khi sáng một đêm á là nó đi về dưới chân luôn rồi. Nên là để bơm được từ ở dưới đó mình đầy ống xăng này á nó mất một hồi. Nên là xin ra là mình đề dai nổ. Đó, chú bác bây giờ là xử lý lại tình trạng không để nó tuột xăng. À. Sau đó em sẽ xử lý cái này anh là để cho sáng anh là anh có xăng cho đây để anh đề nổ. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi, đây là cái giải pháp mình đưa ra cho xe này nha anh em. À, mình sẽ dùng một cái lọc xăng. Lọc xăng này lọc xăng của AB mà ở dưới đó luôn anh em. Đó. Ở dưới đó hồi nãy mình cũng thay lại cái lọc xăng đúng cái đời của AB anh em. Đó, AB đó là cái lọc xăng công nha anh em. Lọc xăng hình chữ L nghĩa là ở đây là cái đường đi vô ngang nè. Ở đây là cái đường đi xuống nè. Đó, thì mình làm cái gì nè, mình sẽ lưu lại dưới đây một lưu lượng xăng. Đó. Khi mà bật khóa lên thì nó sẽ bơm xăng nó bơm xuống đây anh em. Còn khi mà tắt khóa thì ở đây nè, chỗ này nó có một cái khoảng không khí trống. Nó sẽ không có hút xăng trong cái này đi ra được nha anh em. Đó. Đây, mình bật khóa lên nha. Đó, giờ mình đề, hiện tại giờ do đang nó đang đầy xăng rồi, cho nên là nó không đưa xăng lên. Mình nổ máy xíu anh em sẽ thấy là hay có thấy xăng nó bơm vô nè. Đó, xăng ở trong cái lọc này đó anh em. Bây giờ xăng nó bắt đầu bơm rồi nè. Đó. Nó sẽ bơm đầy này thì nó sẽ ngưng. Đó, bơm đầy này thì ngưng nó không bơm nữa. À cái xăng này mà tuột xuống cái là nó sẽ bơm lên tiếp. Đó. Trong phương án này là mình gọi là khắc phục cái tình trạng mà do bị thiếu xăng sáng đề không nổ nghe anh em. Đó, còn những xe nào mà nó có đầy đủ xăng gì mà sáng vấn đề da có nổ thì mình sẽ kiểm tra đến cái phần xước bắp. Đó, nó phải là nó bị yếu hơi hoặc là bị hở xước bắp nghe anh em. Đây xe này mình thấy anti cũng còn nhuyễn quá. Đây. Đó, mình nhả hết con ốc của cái với bình xăng con luôn mà anti nó vẫn nhuyễn. Thì tạm thời trước mắt là mình sẽ xử lý cho chủ xe như vậy. Đó, anh em nào á lấy anh em nào mà có cần xử lý này thì anh em mua cái lọc xăng của AB á, lọc xăng AB 2 28 xăng cơ nè. Đó vậy rồi về anh em chế vậy nè, mình làm cho nó đứng lên nhìn em. Đó, nó chứa ở đây một lưu lượng xăng rất là nhiều. Đó thì nó đi vô đây. Đó để sáng á, là nó không có bị tình trạng là thiếu xăng trong bình xăng con anh em. Tại vì nó không đủ xăng mà đề chú xe đề 7-8 cái vậy, xăng nó bơm lên một hồi thì nó mới nổ được. Đó. Rồi, ok anh em nào có bị tình trạng này có thể áp dụng thử cái cách này nha.